Đi, em ơi. Đang phim à? Ừ. Rồi. Chị An đâu rồi? Em ơi, đây em ơi. Mời An, đây. Ra đi vô bình thường à. Ừ, mình bị lừa mua vé mà rồi. Hả? Mua vé phải vô mấy cái hội quán á mà nó đóng cửa hết rồi. Giờ đi tham quan là đi vòng ra đây nè. Ờ, vô đây thôi. Mấy 80 người. Bắn cái gì bay ấy. Bán đồ đi em ơi, em vào đây coi vô đây coi đồ Thank you.